Xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, hiện tại chị đang có mặt ở đây rồi và chào mừng các bạn đến với buổi cuối cùng trong khóa học miễn phí ôn tập kiến thức nền các tác phẩm trọng tâm lớp 9 cùng với Học Văn Chị Hiên nha. Xin chào các em. Bạn nào đã vào học rồi thì chúng mình sẽ điểm danh ở dưới phần bình luận bằng cách là gửi lời chào đến chị nhá. Xin chào Diệp Linh nhá. Rồi, em vào đúng giờ, đúng rồi. Cảm ơn Diệp Linh nhá. Xin chào Duyên Anh. Xin chào các bạn, bạn nào vào học rồi thì nhanh chóng gửi lời chào đến chị nào. Rồi, xin chào Hoài nhá. Như chị đã thông báo đấy, thì buổi ngày hôm nay chúng ta vừa là ôn tập về bài Thơ Nói Với Con. Và trong lúc ôn tập sẽ có những câu hỏi được đặt ra để các em có thể trả lời và có cơ hội được nhận những phần quà đặc biệt mà chị chỉ tặng trong buổi cuối cùng của khóa học ngày hôm nay thôi đấy. Đó, thế nên là chúng mình nhớ theo dõi đầy đủ nhá. Xin chào Thanh Thảo, xin chào Như Quỳnh. Chị thấy bạn Gia Linh này. Xin chào các em. Mình sẽ đợi thêm ít phút nữa để các bạn vào học đông đủ hơn nhá. May quá, hôm nay là chị mong là sẽ có nhiều bạn chúng mình không bị trùng lịch nữa. Xin chào bạn Lê Thị My này. Rồi, xin chào các em. Bài này chỗ em chưa học, thế thì mình sẽ mang tính là tìm hiểu trước nhá em nhá, Thanh Thảo nhá. Nếu như mà mình chưa học bài Nói Với Con thì chúng mình có thể theo dõi buổi ngày hôm nay như là một sự tìm hiểu trước. Và những câu hỏi chị đặt ra thì cũng rất là đơn giản thôi, không quá khó đâu, nên tất cả các em đều có thể tham gia được đấy. Rồi, xin chào Tùng Lâm, xin chào Xuân An, xin chào Phan Thùy nhá. Xin chào Trà My, xin chào bạn Thùy Lương này, bạn Phương Thảo, bạn Thanh Thảo này, nhiều bạn Thảo quá, bạn Thu Thảo này. Rồi, xin chào Quỳnh Anh, xin chào Hải Hà. Đúng rồi, xin chào Hoàng Khang nhá. Học Sang Thu đi chị. Bài Sang Thu là một bài thơ mà trong hai buổi học trước ấy thì chị khảo sát ý kiến của các bạn thì có thể thấy là các bạn có thể tự ôn tập được về bài thơ Sang Thu, bởi vì dung lượng kiến thức của bài thơ Sang Thu không có quá nhiều. Đấy, mà đây cũng là một bài thơ dễ học, dễ hiểu nữa, nên các em có thể chủ động ôn tập bài thơ Sang Thu nhé. Và các em nhớ điểm danh ở trong cái bài điểm danh nhận tài liệu của chị ấy, thì khi mà đủ số lượng các bạn yêu thích và các bạn bình luận là chị sẽ gửi tặng toàn bộ tài liệu ôn thi về 4 bài thơ lớp 9 học kỳ 2 luôn. Đồng ý không nào? Rồi, xin chào Nhật Hạ, xin chào Thùy Linh nha. Xin chào Thảo Phương, xin chào Phương Nhi. Ở đây có cả những bạn ở trong khóa học VIP cùng với chị này. Chào mừng các em nhá. Rồi, đồng ý. Nào, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nội dung của buổi ngày hôm nay thôi. Sẵn sàng chưa nào? Bài thơ Nói Với Con của nhà thơ Y Phương. Chị thấy bài thơ này năm nào cũng vậy thôi. Là một bài thơ mà được xếp trong danh sách những bài thơ khó đối với các bạn học sinh lớp 9. Không ít bạn cảm thấy như vậy. Chị nghĩ rằng là bài thơ này thì bởi vì nó hay nên nó khó đấy. Đấy, thế nên rằng các em thấy khó thì cũng phải thôi, bởi vì bài thơ này rất là hay và sâu sắc. Chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập về bài thơ này nhé. Những kiến thức tìm hiểu chung về tác giả Y Phương và về bài thơ Nói Với Con, các bạn chủ động hoàn thiện, có thể xem lại phần nội dung thầy cô đã hướng dẫn và viết dưới dạng sơ đồ tư duy nhé. Trong buổi học, bởi vì thời gian có hạn, thế nên là chúng ta sẽ tập trung ôn tập về mặt kiến thức thôi. Rồi, xin chào Hoài Thương nhé. Xin chào các bạn. Nào, bây giờ đến với bài thơ Nói Với Con. Bài thơ này thì có nhiều cách để chúng ta chia bố cục phân tích. Chúng mình có thể chia thành 2 phần hoặc là chia thành 3 phần. Dành cho những bạn nào chưa học bài thơ này thì bây giờ tất cả chúng ta cùng với chị đọc lại bài thơ này một lần nữa nhé. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Người đồng mình thương lắm con ơi, cao đo nỗi buồn, xa nuôi trí lớn. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn, sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Con ơi, tuy thô sơ da thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Đó là toàn bộ bài thơ nói với con. Chúng ta có thể chia thành 2 phần hoặc chia thành 3 phần. Đồng ý không ạ? Bản chất của hai cách chia này không khác gì nhau. Ở đây thì chúng mình sẽ ôn tập theo 3 phần nhé. Trước tiên, phần 1 lớn. Đó chính là phần 1 với nội dung là cha nói với con về cội, nguồn, sinh dưỡng. Đúng không ạ? Phần 2, cha nói với con về những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Và phần thứ 3, 4 câu cuối là lời nhắn nhủ của cha. Bây giờ mình sẽ đi vào ôn tập từng phần một nhé. Trước tiên, phần 1 là cội nguồn sinh dưỡng. Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Ở đây cội nguồn sinh dưỡng các bạn nhé, không phải là dinh dưỡng đâu nha, đừng bạn nào nhầm nhé. Sinh dưỡng, sinh ra, nuôi dưỡng, dưỡng dục. Thì trước tiên chúng ta sẽ cảm nhận về 4 câu đầu. Đấy, để mà phân tích và học về phần 1 này ấy, thì chúng mình sẽ đi theo trình tự, trước tiên là 4 câu đầu ạ. Các em chủ động ghi chép nha, đồng ý chưa? 4 câu đầu nè, chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Đó, chúng mình có 4 câu như vậy. Trong 4 câu này thì chúng ta đọc lên là đã thấy cái nhịp điệu rất là nhịp nhàng bởi cách mà tác giả sử dụng biện pháp điệp này. Kết hợp với đó là có biện pháp đối nữa này. Đúng không? Điệp thì có những từ như là chân này. Đấy, đúng không? Chân phải, chân trái, một bước, hai bước. Đó, điệp cấu trúc đấy. Rồi chúng ta thấy là có biện pháp đối giữa câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Để tạo nên được nhịp điệu. Tạo nên được nhịp điệu. Nhịp điệu ở đây là cái sự rộn ràng này, là niềm vui này. Tiếp tục, điều thứ hai là chúng ta phân tích về những hình ảnh xuất hiện ở trong 4 câu này. Có những hình ảnh như là chân phải, chân trái, một bước, hai bước. Rồi, cha. Và hình ảnh của mẹ nữa. Đó, đồng ý không? Đấy, rồi ở đây có cả âm thanh, tiếng nói, tiếng cười. Tất cả đây đều là những hình ảnh, đều là những âm thanh rất là quen thuộc, gần gũi đối với tất cả chúng ta. Và từ đó mà nó đã vẽ nên một khung cảnh gia đình đầm ấm. Ở đó là hình ảnh của đứa con, đúng không? Đang chập chững bước đi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Vòng tay yêu thương, vòng tay đón chào, trong cái niềm vui và niềm hạnh phúc của cha mẹ. Ta hình dung là đứa bé đang bước từng bước đi. Một bước có tiếng nói của mẹ động viên, hai bước thì có tiếng cười của cha cổ vũ. Đúng không ạ? Một khung cảnh gia đình rất hạnh phúc, rất đầm ấm. Và đó chính là cái nôi đầu tiên con được sinh ra, con được nuôi dưỡng. Hay nói cách khác thì 4 câu thơ đầu là đã nêu về cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của con. Đó là cội nguồn gia đình. Con được lớn lên trong vòng tay yêu thương, trong sự đón đợi, trong sự che chở của cha mẹ. Đồng ý không nào? Đấy, đấy là 4 câu đầu nhá. Tiếp tục ạ. Sang đến 5 câu thơ tiếp theo. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Các em ơi, chúng mình có theo kịp không? Bởi vì ở đây là mang tính ôn tập, thế nên rằng là những bạn nào chúng mình chưa học bài thơ này ở trên lớp ấy, các em giúp chị là tập trung vào đây và có thể ghi chép lại những từ khóa như là một cách chúng mình tìm hiểu trước. Còn bạn nào đã học bài thơ này rồi thì chúng ta hãy ôn tập bằng cách là vừa lắng nghe cùng với chị này, và nhớ là chúng mình cũng khơi gợi lại kiến thức nền trong đầu đi, xem là bản thân mình đã nhớ đến đâu, đã hiểu đến đâu nhá. Rồi, các bạn ơi, Chỉ có duy nhất buổi 1 là chị tiến hành tặng tài liệu bằng cách điểm danh các bạn ở trong buổi học thôi. Nhưng mà chị phát hiện là có không ít bạn là chúng mình cứ xin ảnh của nhau nhé, không vào học nhưng mà lại xin tài liệu rất nhiều. Bởi vậy thì chọn bộ tài liệu của khóa học này chị tặng bằng cách là chị có đăng một bài đăng điểm danh nhận tài liệu đấy. Kèm vào bài đăng đó thực hiện theo yêu cầu nha. Rất đơn giản, chỉ cần là yêu thích bài đăng đó này, bình luận này, là khi nào đủ số lượng là chị sẽ tiến hành tặng cho các bạn luôn, chọn bộ tài liệu luôn. Đồng ý không? Đấy, thế nên bây giờ không hỏi thêm về tài liệu nữa, tập trung học vào đây cùng với chị nào. Tập trung học vào đây cùng với chị nhá. Xin chào Thúy Huyền, xin chào Khánh Vi. Có bạn bè của mình ở trong khóa học thì nhớ là gọi các bạn vào học đi. Hôm nay là buổi cuối rồi, tham gia suốt từ đầu đến giờ mà chưa học được buổi nào là rất đáng tiếc đấy. Rồi, nào quay trở lại đây nào. Sau khi phân tích được 4 câu đầu như vậy thì chúng mình sẽ bước sang 5 câu tiếp. Hãy nhớ nhá, các em cũng đã quen với cả cách ôn tập khi phân tích thơ cùng với chị rồi đúng không? Luôn luôn là phải nhớ thơ, thuộc thơ, đọc thơ, bám sát vào thơ, chứ không phải là chúng mình tự nghĩ ra được những kiến thức này. Chúng mình sẽ bám sát vào từng vần thơ để phân tích xem là câu thơ đó thì có biện pháp tu từ nào không? Hình ảnh, từ ngữ có gì đặc sắc không? Đấy, khai thác ý nghĩa tả thực hay là ý nghĩa biểu tượng như thế nào? Đó, nên là một lời khuyên của chị là chúng ta khi học về các bài thơ ấy, chúng ta nên thuộc thơ nhé, nên thuộc thơ. Rồi bây giờ đến 5 câu tiếp nào. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Có thể thấy sau những nét khắc họa về một gia đình hạnh phúc thì người cha như muốn nói với con về một cội nguồn rộng lớn hơn, là một cội nguồn mà bao trùm lên cả mọi gia đình. Đó chính là cội nguồn quê hương. Quê hương là nơi mà có những con người rất đáng yêu, đáng mến. Người cha gọi những con người ấy là người đồng mình. Khi phân tích những câu này hoặc khi phân tích một cụm câu thơ mà có hình ảnh người đồng mình thì trước tiên là các em phải giải thích được nhé, người đồng mình là gì? Đấy, người đồng mình là người vùng mình, người miền mình, những người cùng sống trên một mảnh đất, những người cùng quê hương, đúng không ạ? Người vùng mình, người miền mình, những người cùng sống trên một mảnh đất. Nói cách khác chính là những con người cùng quê hương. Đó. Và đối với người cha ấy, thì người cha có cảm nhận như thế nào về người đồng mình ạ? Người đồng mình yêu lắm con ơi. À, yêu lắm ở đây là để bày tỏ cái tình cảm yêu mến này, trân trọng này, đúng không ạ? Và đồng thời từ yêu lắm ở đây là bày tỏ tình cảm yêu mến, trân trọng của nhà thơ đối với những con người quê hương. Và đồng thời cũng khẳng định những con người quê hương ấy là những con người rất đáng yêu, đáng mến. Họ đáng yêu, đáng mến như thế nào thì trong những câu thơ tiếp theo nhà thơ đã làm rõ cho điều đó. Đây, đến với những câu thơ hơi khó hiểu một chút, phải thực sự tập trung vào đây các bạn nhé. Người đồng mình yêu lắm con ơi này, đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát. Chị viết lại cả câu ra đây nhá. Đan lờ cài nan hoa. Đó, và thứ hai là vách nhà ken câu hát. Tập trung vào đây để nắm được cách phân tích cho hai câu thơ này nhé. Trước tiên, đan lờ cài nan hoa thì ta hiểu này, đan lờ là hành động để tạo nên cái lờ đánh, để đặt bắt cá. Lờ đây là một cái dụng cụ, một cái công cụ để đặt bắt cá. Người đồng mình sử dụng công cụ đó để bắt cá. Đồng ý chưa? Thì đan lờ là quá trình tạo ra công cụ lao động. Vậy cái lờ thì bình thường là được tạo nên bằng cách là người đồng mình sẽ đan những cái nan tre, nan nứa lại với nhau. Nhưng trong cách nói ở đây thì tác giả lại là đan lờ cài nan hoa. Vậy sự đặc biệt nằm ở hình ảnh nan hoa. Không phải là nan tre, nan nứa mà là nan hoa. Thì từ hoa ở đây, hình ảnh hoa ở đây chính là biểu tượng cho cái sự tinh tế này, tài hoa này, đúng không ạ? Cho cái tình yêu lao động này. Vậy tóm lại câu thơ này với biện pháp ẩn dụ này, Đúng chưa? Thì đã khẳng định người đồng mình trong quá trình lao động. Trong lao động. Đúng không? Người đồng mình hăng say, miệt mài, bền bỉ. Và đặc biệt là có tình yêu lao động. Với sự tài hoa, tinh tế và tình yêu lao động. Hình dung ra chưa nào? Bởi vì ở đây chúng mình ghi lại các từ khóa chính thôi. Còn khi phân tích thì từ những cái từ khóa này các em có thể triển khai ra thêm rất nhiều các ý khác nữa. Chúng ta có thể đi lần lượt. Phân tích đan L là quá trình tạo ra công cụ lao động. Cái L là dụng cụ để đặt bắt cá của người miền núi. Bình thường, người miền núi sẽ tạo ra những chiếc lờ bằng cách đan cài những nan tre, nan nứa. Nhưng trong cách diễn đạt đầy hình ảnh của tác giả ở đây, nhà thơ đã miêu tả là đan lờ cài nan hoa. Biện pháp ẩn dụ trong hình ảnh nan hoa đã cho thấy trong lao động, người đồng mình không những miệt mài chăm chỉ, mà còn vô cùng tài hoa tinh tế. Họ như gửi gắm cả tình yêu lao động trong từng thao tác, từng động tác của mình. Đó, nhá. Rồi, đồng ý chưa? Đó là cách phân tích, cách hiểu cho câu thơ đan lờ cài nan hoa. Còn ở đây chúng ta ghi lại các từ khóa chính. Đấy, chứ đừng bạn nào thắc mắc là sao phân tích ngắn như thế. Càng ngắn càng tốt chứ, đúng không? Khi học thì chúng mình cứ nhớ các từ khóa chính, ngắn gọn thôi là được rồi. Tiếp tục nào. Vách nhà ken câu hát. Vách nhà ken câu hát. Ở đây chúng ta lại bắt đầu đi theo trình tự từ trái sang phải nào. Vách nhà là cái không gian sinh hoạt của con người, đúng không? Nơi vách nhà. Thì các bạn hình dung này, đối với người miền núi, họ sẽ xây nhà, họ sẽ tạo nên những cái vách nhà bằng cách là ken những miếng gỗ. Đấy, ken những miếng gỗ lại với nhau, ken chặt lại với nhau. Thì đáng ra thì sẽ là miêu tả là vách nhà ken những miếng gỗ. Nhưng ở đây tác giả lại dùng câu hát. Câu hát vốn dĩ là một thứ âm thanh, trừu tượng, không có hình thù cụ thể. Thế mà giờ đây lại được cài ken vào nơi vách nhà. Để hiểu được điều này, chúng mình sẽ trở về với phong tục tập quán truyền thống của con người miền núi nhé. Người miền núi, họ thường đứng nơi vách nhà để hát trao duyên, đúng không ạ? Đó, người con trai đứng bên ngoài vách, người con gái đứng bên trong vách. Họ hát cho nhau nghe, tràn đêm qua đến sáng. Và từ đó mà nơi vách nhà trở thành một không gian sinh hoạt quen thuộc, nhưng cũng là nơi mà chan chứa lời ca tiếng hát. Những câu hát bày tỏ tâm hồn, bày tỏ tình cảm của con người. Bởi vậy, vách nhà ken câu hát còn là cách mà nhà thơ ca ngợi về đời sống tinh thần, về tâm hồn phong phú, đúng không ạ? Về tâm hồn phong phú của những con người quê hương. Đấy, thì tiếp tục ở đây chúng mình sẽ chỉ ra là trong sinh hoạt, người đồng mình giàu tình cảm, có tâm hồn phong phú, gửi gắm qua những lời ca tiếng hát, nhau nơi vách nhà. Đó, đấy là cách hiểu câu thơ vách nhà ken câu hát. Các em hình dung ra chưa nào? Đó, rồi, đúng rồi. Như bình luận của bạn Trọng Phạm đấy, dành cho bạn nào chưa hình dung về chiếc L. Các em hoàn toàn có thể tìm kiếm ở trên các nền tảng, tìm kiếm bằng các công cụ là chúng mình sẽ thấy ngay, hiểu ra ngay ấy mà. Điều đặc biệt ở đây chỉ là nhà thơ nói về cái quá trình tạo ra công cụ lao động đó bằng cách là không phải là nan tre nữa mà là nan hoa. Đấy, đấy là sự đặc biệt, và khi mà phát hiện sự đặc biệt như vậy là chúng ta phải phân tích. Phân tích thơ là khi mà ta thấy có những cái hình ảnh đặc biệt, những hình ảnh không bình thường, đúng không ạ? Đó chính là những nơi mà có biện pháp tu từ để ta khai thác. Và ta khai thác thì ở đây là biện pháp ẩn dụ, nên nó sẽ mang ý nghĩa biểu tượng. Biểu tượng cho việc là trong lao động thì người đồng mình không những miệt mài này, chăm chỉ này, đúng không ạ? Bền bỉ tạo ra công cụ lao động, hăng say như thế, mà họ còn rất tài hoa, tinh tế. Điều đấy thể hiện qua biện pháp ẩn dụ, nan hoa. Tương tự với đó thì chúng mình phân tích câu vách nhà ken câu hát cũng như thế, để thấy là qua hai câu thơ này ta đã thấy được sự đáng yêu đáng mến của người đồng mình cả trong lao động và cả trong sinh hoạt đời thường. Và quê hương mình thì không chỉ có những con người đáng yêu đáng mến, quê hương mình một cội nguồn sinh dưỡng thứ hai của con ấy, còn có rừng núi bao la hào phóng và có những con đường tình nghĩa nữa. Chúng ta đến với hai câu tiếp này: rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Điệp từ cho, đúng không ạ? Kết hợp với đấy là biện pháp nhân hóa, đã có tác dụng trong việc nhấn mạnh. Nhấn mạnh điều gì ạ? Nhấn mạnh sự hào phóng của quê hương, đúng không ạ? Đấy. Nghĩa tình. Cụ thể, quê hương là nơi mà có rừng núi trù phú này. Rừng núi. Và rừng núi trù phú thì không chỉ có sản vật, không chỉ có không gian mà còn đem đến những cái giá trị tinh thần vô giá cho con người. Rừng cho hoa. Rồi kết hợp với đó những con đường. Con đường trên quê hương mình không chỉ là một nơi để chúng ta đi lại, sinh hoạt, mà con đường còn là nơi đưa người đồng mình đến với nhau. Đi trên con đường của quê hương, con sẽ không bao giờ sợ lạc, bởi trên những con đường đó, người đồng mình đã đến với nhau bằng tình cảm này, bằng sự chân thành này, đúng không ạ? Bằng tấm lòng bao dung này, bằng sự tốt bụng này, bằng sự nghĩa tình. Thế nên, con đường cho những tấm lòng là như vậy. Vậy tóm lại, qua 5 câu thơ này thì người cha đã nói với con để con cảm nhận được một cội nguồn sinh dưỡng thứ hai của mình, đó chính là cội nguồn quê hương. Các bạn nhá, đó chính là cội nguồn quê hương. Con không chỉ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc mà con còn được che chở bởi một quê hương nghĩa tình, nơi có những con người đáng yêu đáng mến, nơi có rừng núi trù phú hào phóng bao la, nơi có những con đường giàu tình nghĩa. Đó là cội nguồn quê hương. Và sau khi mà nói với con những điều đó thì người cha dường như lại nhìn ngắm lại gia đình của mình, và như là một cái mối quan hệ tất yếu với hình ảnh con đường cho những tấm lòng. Cha và mẹ cũng đến với nhau trên những con đường của quê hương. Thì giờ đây, cha và mẹ đã có được thành quả của tình yêu là cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Ta có hai câu cuối này. Trong hai câu cuối này các bạn chú ý cho chị về ngày cưới. Ngày cưới là một ngày vô cùng đặc biệt, nó vừa đánh dấu một thành quả sau một quá trình, đó chính là thành quả là trái ngọt của tình yêu, nhưng nó cũng là điểm khởi đầu của một gia đình hạnh phúc nữa. Đấy, vừa là thành quả, điểm kết thúc nhưng cũng vừa là điểm khởi đầu. Và đối với cha thì cha trân trọng ngày cưới bởi vì đó là ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Lưu ý về cách diễn tả ngày đầu tiên như một sự đánh dấu, như nhấn mạnh cái dấu mốc ý nghĩa của ngày cưới. Và cái thứ hai là đẹp nhất trên đời. Bởi vì ngày cưới là ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời nên những tháng ngày sau đó sẽ là những tháng ngày đẹp nhất, sẽ là những tháng ngày hạnh phúc. Vậy ở hai câu cuối này một lần nữa cha lại nói về gia đình để con cảm nhận được, con được che chở, được yêu thương trong một gia đình hạnh phúc, được xây dựng trên nền tảng là tình yêu chân thành của cha và mẹ. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới là cách mà cha muốn nói với con rằng cha mẹ rất trân trọng gia đình này. Đúng không ạ? Đấy, mà con được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ luôn luôn trân trọng ngày cưới, trân trọng tình yêu như thế thì chắc chắn con cũng sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc. Nên hai câu cuối này một lần nữa nhà thơ nhắc đến cội nguồn gia đình. Đồng ý chưa ạ? Đấy là những cái ý nghĩa chính nhất của phần 1 nhá. Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Các bạn đã nắm được chưa ạ? Các bạn đã hình dung ra chưa nào? Rồi, đồng ý. Hiện tại là chị thấy có nhiều bạn đã vào học hơn rồi này. Rất phù hợp để chị bắt đầu tổ chức một cái mini game để tặng quà cho các em đây. Đây sẽ là mini game liên quan đến nội dung của bài thơ Nói Với Con, nên các bạn chú ý nhá. Đồng ý không? Đấy, nhưng trước tiên thì các bạn phản hồi giúp chị là với nội dung của phần 1 trong bài thơ Nói Với Con thì các em đã hiểu chưa nào? Với 11 câu thơ đầu, 11 câu thơ đầu, cách phân tích như vậy nhé. Ở đây chúng mình ghi lại các từ khóa chính thôi, sẽ chưa phải là sự chi tiết quá, nhưng đảm đủ để cho các em có thể dễ học, dễ nhớ và áp dụng trong quá trình chúng mình đi thi nhá. Rồi, bạn Xuân An đã hiểu, bạn Phan Thùy đã hiểu này, Trà Giang đã nắm được này. Rồi, cảm ơn Trọng Phạm, cảm ơn Tùng Lâm nhá. Chị thấy phản hồi của Như Quỳnh, của bạn My Vũ rồi này, của bạn Diệp Linh, của bạn Hoàng Khang. À, Nguyễn Trinh cũng đã hiểu rồi, Hoài Thương đã hiểu này. Đồng ý, ok rồi chị. Rồi, đó là nội dung của phần 1 nhá. Nhớ nhanh, không quá khó đâu đúng không? Tiếp tục bây giờ sang phần 2 này, những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Và để bắt đầu cho việc ôn tập về phần 2 thì có một mini game nho nhỏ. Các bạn nghe rõ thể lệ của mini game này. Phần thưởng của mini game này sẽ là gì đây ta? Sẽ là một cuốn tài liệu của khóa học chạy văn các bạn nhé. Đây là cuốn tài liệu được tặng kèm cho những bạn nào đăng ký khóa học chạy văn thôi. Nhưng riêng trong buổi ngày hôm nay, với phần mini game này, những bạn nào mà giành chiến thắng thì sẽ được nhận một cuốn tài liệu khóa học chạy văn. Đây ạ, hình ảnh đây ạ. Đồng ý không các em? Nhá, đó. Chúng mình được tặng miễn phí luôn nhá. Hấp dẫn chưa nào? Đây, bây giờ chuẩn bị nghe thể lệ của mini game này. Các bạn có muốn nhận cuốn tài liệu này không? Bật mí là trong tài liệu này, một cuốn tài liệu mà với khổ A4, siêu to khổng lồ, tổng hợp tất cả kiến thức của các tác phẩm trong chương trình thi của chúng ta này. Cái thứ hai là có cả phần phương pháp với những cái công thức viết áp dụng cho nghị luận văn học, nghị luận xã hội, cách trả lời câu hỏi đọc hiểu. Đó, nên là nhiều kiến thức lắm. Tất cả những gì chúng ta cần để đi thi vào 10 ấy, thì đều đã có trong cuốn tài liệu khóa chạy văn này rồi. Bởi vì đây là tài liệu của khóa học chạy văn, khóa học toàn diện, ôn tập lại từ đầu mà, nên là siêu đầy đủ. Đấy nhá. À, có muốn nhận, em có muốn nhận. Thế thì nào, bây giờ các em lắng nghe chi tiết về thể lệ tham gia mini game sau đây nhá. Mini game của chúng ta sẽ là một câu hỏi nhỏ, và các em sẽ trả lời câu hỏi đó kèm theo việc bình luận một con số may mắn của các bạn. Chị sẽ quay số ngẫu nhiên, và tất nhiên là câu trả lời của mình phải đúng cái đã. Sau đó thì xét đến xem là con số mà các bạn bình luận có trùng khớp với cả con số mà chị quay được hay không. Nên là câu hỏi này là vừa đòi hỏi cả kiến thức của các em và cũng có một chút xíu sự may mắn nữa đây. Đấy, câu hỏi của chúng ta như sau. Phần thứ hai là nêu về những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Vậy em hãy bình luận cho chị một phẩm chất của người đồng mình mà em thấy ấn tượng nhất trong phần 2 này nhá. Nào, em hãy bình luận cho chị biết là một phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình mà em cảm thấy ấn tượng ở trong phần 2 này. Kèm theo đó là một con số, từ một con số nhá, từ 1 đến 100. Đồng ý không? Nhá, đồng ý không nào? Đấy, chúng mình trả lời bằng cách là bình luận. Trong bình luận đó, bình luận hợp lệ là một bình luận bao gồm câu trả lời cho câu hỏi hãy nêu một phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình mà em ấn tượng, và kèm theo đó là một con số từ 1 đến 100. Các em nhớ để ý xem là những bạn trước mình đã bình luận con số gì rồi nhá, để mình bình luận tránh ra. Bởi vì là nếu như có nhiều bạn cùng bình luận một con số thì phần quà sẽ dành cho bạn bình luận sớm nhất. Ok không? Đấy, chị đọc lại câu hỏi nhá, là hãy cho chị biết một phẩm chất của người đồng mình mà em cảm thấy ấn tượng đã được nhà thơ Y Phương nêu ở trong phần 2 của bài thơ Nói Với Con. Nên là trước tiên thì em phải trả lời đúng cái câu hỏi này cái đã. Sau đó em sẽ trong cái bình luận của mình thì bình luận kèm theo một con số từ 1 đến 100 nhé. Rồi, các bạn bình luận đi. Bắt đầu, xin mời các em. Đồng ý. Mộc mạc, dung dị, giàu ý chí và niềm tin, lạc quan. À, rồi các bạn bình luận, ví dụ như bình luận của bạn Cao Thanh này hay là Thanh Thảo này là hợp lệ nhá. Sức sống bền bỉ, mạnh mẽ, kiên cường, đúng. Dám đối mặt, vượt qua thử thách bằng ý chí, nghị lực, niềm tin. Với số 11 rồi, bình luận của Thảo Tiên đúng. Nghĩa là ở đây chị đang đọc xem là các em có trả lời đúng một phẩm chất của người đồng mình không. Giàu ý chí, nghị lực. À, câu trả lời của Lưu Hiểu chính xác nha. Thủy chung có ý chí, tận hai phẩm chất luôn. Đồng ý nhá. Đó là bạn Xuân Mai này, bạn Trà Giang, ý chí lớn lao, bền bỉ, mãnh liệt. Đồng ý, chính xác này. Người đồng mình làm nên quê hương với truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp. Đồng ý nha. Những người có công việc vất vả và tâm hồn tử tế. Ở đây hãy nhớ là phẩm chất, nên là hãy dùng đúng những từ để gọi tên phẩm chất của con người nhá. Nếu nói là tâm hồn tử tế thì được. Đồng ý không ạ? Đấy, còn công việc vất vả thì đấy không phải là phẩm chất. Đúng chưa? Rồi, giàu ý chí. Đồng ý này. Có ý thức xây dựng và phát triển quê hương của mình. À, rồi, chính xác. Chịu thương, chịu khó, thủy chung với quê hương. Chính xác. Dũng cảm, kiên trì. Có sự dũng cảm, kiên trì được nêu ở trong phần này không nhỉ? Có, rồi chị đồng ý nhá. Niềm tin, sự hy vọng về tương lai và không bao giờ chịu khuất phục. Chính xác. Giàu ý chí, nghị lực. Chính xác. Người đồng mình có phẩm chất kiên trì, chăm chỉ, yêu cuộc sống lao động. Chính xác này. Là những con người giản dị, tài hoa, biết lo toan và giàu ước mơ. Chính xác. Sức sống mạnh mẽ, bền bỉ. Các bạn bình luận xong chưa? Ôi, rồi, sự đối mặt với khó khăn. Chính xác hơn thì em cần phải nêu là ý chí, nghị lực, kiên cường hay là như thế nào đó nhá. Đồng ý không Hoàng Khang? Đấy, rồi, nhưng mà chị vẫn tính bình luận của Hoàng Khang là hợp lệ nhá. Đó cũng là một trong những cái nét đẹp về mặt tính cách, phẩm chất của người đồng mình. Các bạn bình luận xong chưa? Mỗi bạn bình luận một lần thôi là được. Đấy. Rồi, ở đây không biết là chú Văn Học đã có mặt chưa nhỉ? Các em ơi, mỗi bạn chỉ được bình luận một lần và được tính một lần thôi nhá. Chúng mình mà bình luận nhiều lần xong mỗi lần lại dùng một con số khác nhau là không được đâu. Nếu mà các chị, anh chị kiểm tra ra ấy, bạn nào mà bình luận nhiều lần với những con số khác nhau, xong rồi là có một bình luận trong đó là trùng khớp với con số chị quay được, thì bạn đó cũng không được tặng quà đâu nhá. Giúp chị này, mỗi bạn chỉ bình luận một lần và chọn một con số may mắn thôi, đúng không? Từ 1 đến 100. Các bạn bình luận xong chưa? Chị nói lại nhá, ở đây phần quà của chúng ta sẽ là cuốn tài liệu khóa học chạy văn lớp 9 siêu đầy đủ. Bởi vì đây là tài liệu tặng kèm trong khóa học, mà khóa chạy văn là khóa mà ôn tập lại từ đầu để chúng mình thi vào 10, từ kiến thức nền tất cả các tác phẩm này, rồi đến phương pháp viết nghị luận văn học, nghị luận xã hội, cách trả lời câu hỏi đọc hiểu và luyện đề. Đấy, tất cả những nội dung đó chúng mình sẽ học trong khóa chạy văn cùng với cuốn tài liệu này. Và cuốn tài liệu này ngày hôm nay chị sẽ dành tặng cho 3 bạn mà có bình luận chính xác, cùng với đấy là có cái con số trùng khớp với lượt quay may mắn của chị. Nên là các bạn bình luận xong chưa để chị chốt đây. Chị sẽ bình luận một cái bình luận chốt. Tất cả những bạn nào mà bình luận sau cái bình luận của chị thì là không được tính nữa nhá. Để chị chốt này. Vừa rồi chị đã đọc qua bình luận của các bạn, những cái bình luận mà nêu rất là chính xác về phẩm chất của người đồng mình. Đấy, đồng ý chưa nhá? Rồi, ok chưa nào? Đúng rồi, chúng mình chỉ được bình luận một lần với một con số. Ý là nếu như mà em muốn bình luận đi bình luận lại nhưng vẫn với nội dung đấy thì được. Nghĩa là những bình luận của chúng ta phải giống nhau nhá, phải trùng khớp nhau. Ví dụ như là cùng là bạn Lê My này, bạn bình luận 3 lần nhưng mà cả 3 lần đó bạn bình luận cùng một nội dung cũng được. Nhưng mà nếu như mà là những nội dung khác nhau nhá, xong rồi những con số khác nhau thì là không tính nhỉ. Rồi, bây giờ chị chốt nhá. Đây, chị sẽ bình luận là chốt mini game. Ok, rồi, chị chốt rồi đấy. Nên là bạn nào mà bình luận sau cái bình luận của chị là không được tính. Thì vừa rồi chị đã thấy rất nhiều các bình luận, và điều đó cho thấy là các em đã nắm được về phẩm chất của người đồng mình đấy chứ. Đâu phải là chưa nắm được đâu. Đó, những bình luận đã nêu lên vô cùng nhiều những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Đó là những cách diễn đạt khác nhau. Còn về bản chất thì phần 2 là xoay quanh 5 phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Lát nữa mình sẽ ôn lại phần đấy nhá. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ đến với phần quay số ngẫu nhiên nào. Ở đây các bạn đã bình luận con số của mình rồi đúng không? Thì bây giờ chị sẽ bắt đầu quay từ 1 đến 100 này. Rồi, nào các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Con số đầu tiên. Con số đầu tiên nào, nhớ này, theo dõi vào đây. Không thì đến lượt nhỡ đâu mình trúng xong rồi mình không biết. Nếu mà chị điểm danh, chị hỏi là bạn nào có con số này không mà không thấy bạn ấy phản hồi là coi như là cũng bỏ qua luôn nhá. Chị sẽ quay 3 lần để tìm ra 3 bạn may mắn trong ngày hôm nay đấy. Rồi. Chị ơi, phân tích tác phẩm nên so sánh hai tác phẩm hay liên hệ mở rộng ạ chị? Đây là một dạng đề mun ạ, thế nên là em có thể nhắn tin về cho fanpage của chị nếu như muốn được hướng dẫn chi tiết hơn nhá. Ok, nào, xin mời. Bắt đầu lần 1. Xin chúc mừng bạn nhỏ đã bình luận con số 64 kèm theo câu trả lời chính xác. Có bạn nào không? Có bạn nào không? Bạn nào ạ? Bạn nào bình luận con số này? Bạn nào bình luận con số này nhỉ? Trả lời lại cái bình luận đấy giúp chị nào. Có bạn nào không? 64 nhá. Ôi 60 này. Ôi 47, 70, 60. Chưa thấy 64. Có bạn nào bình luận 64 không? 29, 79, 77. Ôi đầu 7 nhiều thế. Mà không thấy đầu 6 đâu nhỉ? 64 của chị đâu rồi? Có bạn nào bình luận 64 không? Ồ, có bạn bình luận 69 này. Không trùng rồi. Có bạn nào bình luận 64 không? Ôi trời ơi. Thực lực tự cường xây dựng quê hương 64 là em Thảo Tiên à? Có phải Thảo Tiên không? Ồ, có phải Thảo Tiên không nhở? Chị đang chưa loát được bình luận ở bên trên đây này. Nhưng mà Thảo Tiên ơi, chị thấy em có bình luận, một bình luận khác, có ý chí nghị lực gì đấy với con số 35 đây này Thảo Tiên ạ. Thảo Tiên ơi, chúng mình chỉ được bình luận một lần thôi. Đấy. Nhá, chúng mình chỉ được bình luận một lần thôi. Phải không? Rồi, chị tạm thời nhá, chị tạm thời để trường hợp của bạn Thảo Tiên ở đây. Để sau phần phát trực tiếp này chị kiểm tra lại nha, kiểm tra lại xem là chúng mình có bình luận một lần hay là nhiều lần với một con số hay là nhiều con số. Nào các bạn ơi, những bạn nào mà bình luận nhiều lần với những con số khác nhau ấy thì chúng mình có thể là bây giờ chúng mình xóa những cái bình luận trước đấy đi, chỉ chốt lại một bình luận thôi, chỉ giữ lại một bình luận thôi, một con số thôi nhá. Chứ không thế này nhỡ các em bình luận 100 lần thì kiểu gì các em trả trúng, đúng không? Đấy. Nào, thế nên trường hợp của Thảo Tiên tạm thời chị để lại đây nha, tạm thời chị để lại đây với con số 64, con số đầu tiên. Câu trả lời của Thảo Tiên, tự lực tự cường xây dựng quê hương, là một phẩm chất rất tốt đẹp, đúng không ạ? Đúng là một phẩm chất của người đồng mình đã được nêu ở trong phần thứ 2. Cụ thể là với những câu thơ: người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Rồi, cảm ơn Thảo Tiên, cảm ơn các em nhé. Bây giờ chị sẽ quay lượt số 2 này. Chị sẽ quay lượt số 2. Nhớ nha. Nào, tập trung vào đây ạ. Tập trung vào đây. Xin mời lần 2. Lần thứ 2, lượt quay thứ 2 gọi tên con số 39. Chúc mừng bạn nhỏ đã bình luận con số 39. Nào, có bạn nào bình luận 39 không nhỉ? Hình như vừa rồi chị có thấy số 39 đấy. Có bạn nào không? Có bạn nào bình luận số 39 không nhỉ? Các em ơi, đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Không có 39 à? Ôi trời ơi, có 31 mà chưa thấy 39 đây này. Thấy 99 mà không thấy 39 đâu. Tiếc quá. Có bạn nào không nhỉ? 52 đâu ạ, 16 đâu rồi? Các em có muốn chị quay thêm lần nữa không? Nghĩa là với số 39 mà không bạn nào trúng thì chị quay thêm lần nữa nhá. Có được không? Hay là thôi? Không có 52 hả? 29, có 29 thôi chị ơi. Trời ơi, 21 kìa, 13 đâu rồi? Không có 39 đâu. Rồi, thế thì chị sẽ quay thêm một lượt nữa. Nghĩa là lúc đầu chúng ta có 3 lượt quay thôi. Nhưng với lượt số 39 này ấy, không có bạn nào. Thế nên là chúng mình sẽ có thêm một lượt nữa là 4 lượt quay. Nào, các em ơi, nhanh nhanh, tập trung vào đây, chị sẽ quay thêm lượt nữa này. Bắt đầu. 91 ạ. Xin chúc mừng bạn nào bình luận số 91 nha. 91 nào. Bạn nào bình luận 91 nhỉ? Có không, có không? 17, 100. Rồi, 8, 22 đi, 21 đi ạ. Một tiếng thở dài của Minh Trí. Trời ơi, tiếc quá. Đủ để cảm thấy được cái sự tiếc nuối của các bạn ở đây. Ôi, không có rồi, không có, trời ơi. Không có à? Không có à? Không có 91 à? 91 mà không ra 21 thì hơi phí. Quá phí luôn đấy Trọng Dũng nhỉ. Không có luôn. Thế này đi. Thế thì hình như là cái phần mềm này nó đang chưa được may mắn dành cho các bạn. Thế nên là tạm thời chúng ta sẽ quay trở lại ôn tập. Sau đó một lát nữa ôn tập xong chúng mình lại có lượt 2 lượt quay tiếp. Đồng ý không? Nhất định là chị phải tặng quà cho các bạn trong buổi hôm nay. Không thể nào là không tặng được. Đấy, mới có một bạn trúng thôi. Đồng ý không? Nên là bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục tập trung ôn tập đã. Nội dung chính của buổi ngày hôm nay vẫn là ôn tập. Thế nên bây giờ tạm thời để mini game ở đây, để cho cái phần mềm này nó cập nhật sự may mắn của các bạn, để nó đọc được là các em đã bình luận những con số nào. Lát nữa chị còn quay trúng chứ. Bây giờ chúng mình ôn tập cái đã. Đồng ý không? Nào, tập trung vào đây. Vẫn để nguyên các bình luận đấy nhá. Chị vẫn chốt rồi, vẫn còn ở đó. Bây giờ quay trở lại với phần 2, những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình các em ơi. Phần thứ 2 này là một phần rất trọng tâm của bài thơ Nói Với Con. Đó là những câu thơ người đồng mình thương lắm con ơi. Đúng không? Cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn. Sống trên đá, không chê đá gập ghềnh. Sống trong thung, không chê thung nghèo đói. Sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng... Các bạn ơi, các em bình luận gì đây? Nào, người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Chị chốt rồi, bây giờ chúng mình phải tập trung học đã nhá. Đồng ý không? Hôm nay là buổi để ôn tập mà. Phần quà chỉ là một phần nho nhỏ thôi. Nên nếu mà các em muốn nhận quà, tập trung học vào đây, nhớ chưa ạ? Quan trọng nhất vẫn là học mà. Chúng mình tập trung học vào đây đã, sau đó chúng mình lại tiếp tục quay. Còn nếu các em không tập trung học là chị lại càng tốn thời gian thì lại càng phải đợi lâu đấy nhá. Trước tiên, phân tích về những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Chúng mình sẽ phân tích câu người đồng mình thương lắm con ơi. Này chỉ khác với cả một câu thơ trước đó bằng một chữ thôi, đó là chữ thương, đúng không ạ? Trước đó ở trong phần 1 thì có một câu thơ là người đồng mình yêu lắm con ơi. Còn ở đây là thương lắm con ơi. Thì chữ thương ở đây là bày tỏ cho sự thương cảm này, sự thấu hiểu này, đúng không? Thương cảm của người cha đối với những khó khăn vất vả của người đồng mình. Trong một cái cuộc sống khó khăn vất vả như thế, người đồng mình sáng lên những phẩm chất tốt đẹp. Phẩm chất đầu tiên, phẩm chất 1, đó là ý chí lớn lao, bền bỉ, thể hiện qua 2 câu thơ: cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Xa nuôi chí lớn, đúng không? Đây là câu thơ khẳng định cho... Đây nhá, tại sao câu thơ này lại thể hiện cho ý chí lớn lao bền bỉ này? Thì các bạn thấy nỗi buồn và chí lớn là những cái giá trị, là những cái khái niệm trừu tượng, không có hình thù cụ thể đâu, đúng không? Nhưng ở đây lại được nhà thơ miêu tả là dùng độ cao, dùng chiều xa để đo được những cái giá trị đó. Những điều mà không có hình thù cụ thể, những điều vô cùng trừu tượng lại được cụ thể hóa qua những từ cao, xa. Đó là những cái kích thước, là những cái tầm cỡ mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Cao ở đây là gợi lên độ cao của những ngọn núi, đúng không? Xa ở đây là gợi lên độ xa của những con đường. Thế thì dùng độ cao của những ngọn núi để đong đếm cho nỗi buồn, dùng độ xa của những con đường trên mặt đất để mà đong đếm cho chí lớn. Đều là để khẳng định nỗi buồn và chí lớn ở đây đều rất lớn, rất nhiều. Và cách mà tác giả dùng từ đo, dùng từ nuôi cho thấy càng trong gian khổ, người đồng mình càng được tôi rèn về ý chí. Hiểu chưa ạ? Đấy, nên nội dung chính của 2 câu này là khẳng định ý chí lớn lao, bền bỉ của người đồng mình. Phẩm chất thứ nhất nhá. Tiếp tục phẩm chất thứ 2. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói. Với phẩm chất số 2 này thì chúng ta thấy tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì ạ? Phẩm chất thứ 2, biện pháp tu từ gì? Nào, biện pháp tu từ gì đây? Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói. À, ta có điệp từ không chê này. Nhấn mạnh cho một thái độ sống gắn bó, thủy chung, đúng không? Rồi những hình ảnh biểu tượng như là đá gập ghềnh, thung nghèo đói là để nói đến cuộc sống của người đồng mình, không phải là để miêu tả những viên đá hay là để miêu tả thung lũng, mà là để miêu tả về cuộc sống khó khăn, đúng chưa? Nói về cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả. Tóm lại, ý nghĩa của 3 câu này là dẫu làm sao thì cha vẫn muốn, dù cho sống trong đói nghèo, sống trong khổ cực, sống trong gian khó, thì người đồng mình vẫn có một cái tình yêu gắn bó thủy chung với quê hương. Đồng ý không? Kiên quyết, quyết tâm để vượt qua những gian khó đấy, vẫn gắn bó với cuộc sống ở quê hương. Nên phẩm chất thứ 2 là thủy chung gắn bó với quê hương, mà rất nhiều bạn đã bình luận vừa rồi đấy. À, rồi đấy, cứ nhắc đến học thôi, dùng việc học để có thể lọc dần với các bạn chơi mini game vừa rồi. Những bạn nào mà không theo dõi đến cuối thì dù có lượt quay trúng vào bình luận của các em thì cũng không được tính đâu. Nên đã vào học rồi thì tập trung học cùng với chị trước nào. Đồng ý chưa? Rồi, tiếp tục phẩm chất số 3. Sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Ở đây có biện pháp so sánh. Sống như sông như suối là để nói đến một thái độ sống như thế nào, một phong cách sống như thế nào ạ? À, tự nhiên này, phóng khoáng này, và cũng rất bền bỉ này, mạnh mẽ này. Đó, tiếp tục nhá. Lên thác xuống ghềnh, chính xác thành ngữ lên thác xuống ghềnh. Để nói về sự gian khó này, những thử thách này, và từ không lo cực nhọc. Cho thấy một thái độ lạc quan, đúng không? Không lo mà, lạc quan. Đấy, thì phẩm chất thứ 3 của người đồng mình được nói đến trong 3 câu này chính là sự phóng khoáng, hồn nhiên và tâm hồn lạc quan, không ngại gian khổ. Đấy là phẩm chất 3 này. Tiếp tục phẩm chất thứ 4 ạ. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Ở đây tác giả đã miêu tả về ngoại hình, đúng không ạ? À, nói về vẻ bề ngoài, đúng không? Vẻ bề ngoài thì sẽ chính xác hơn. Nào, thô sơ da thịt là để nói đến một vẻ bề ngoài như thế nào đấy? Giản dị, không cầu kỳ, đúng không? Nhưng chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con, thì nhỏ bé ở đây là nói về tầm vóc bên trong, nói về khí phách bên trong. Chẳng mấy ai nhỏ bé có nghĩa là ai cũng mang cho mình một cái khí phách lớn lao, đúng không ạ? Nhá. Tuy vẻ bề ngoài giản dị nhưng bên trong phẩm chất này, khí phách lớn lao, giàu ý chí, giàu khát vọng. Đó, đấy là phẩm chất 4. Và cuối cùng phẩm chất số 5. Phẩm chất 5. Nhớ nhá, học nhanh để chúng ta còn ôn tập, còn nhớ được để mà đi thi nữa này. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Trước tiên, câu thơ này có nhắc đến truyền thống làm nhà của người đồng mình, đúng không? Khi mà làm nhà thì người đồng mình, những con người miền núi, họ đục những viên đá để giúp cho ngôi nhà của mình cao hơn. Đấy, để xây nên những ngôi nhà cao hơn. Nên Trước tiên câu thơ Người Đồng Mình Tự Đục Đá Kê Cao là muốn nhắc đến về truyền thống làm nhà của người đồng mình, những cái hành động rất cụ thể, hiện hữu hàng ngày, quen thuộc với người đồng mình. Nhưng nhà thơ thì không chỉ nhắc đến điều đó, mà điều đặc biệt ở đây là cái hành động đục đá để kê cao lại đi liền với hình ảnh quê hương. Quê hương, một khái niệm trừu tượng, chỉ nơi sinh ra, lớn lên của con người, mà giờ đây lại được gắn với một hành động cụ thể là đục đá kê cao. Vậy câu thơ đó có ý nghĩa là gì? Thì hình ảnh đục đá, người đồng mình tự đục đá là để nói đến việc người đồng mình tự dùng sức lực của chính mình, tự lực tự cường đấy ạ. Kê cao mang ý nghĩa của sự tôn vinh, đúng không ạ? Mang ý nghĩa của sự nâng tầm. Vậy người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương có nghĩa là người đồng mình dùng bàn tay khối óc, dùng sức lực của chính mình, dùng cái tinh thần tự lực tự cường để nâng tầm quê hương. Kê cao quê hương mà, nâng tầm quê hương. Đó, ý nghĩa của câu này nhá. Bên cạnh việc nhắc đến truyền thống làm nhà thì còn là việc khẳng định người đồng mình tay, khối óc, sức lực của chính mình với tinh thần tự lực tự cường. Thì họ làm gì ạ? Họ đã nâng tầm quê hương. Đấy, nên bạn nào nói đây là tình yêu quê hương cũng được, đúng không ạ? Có rất nhiều cách diễn đạt cho điều này. Nếu muốn tìm thì các em có thể đọc lại bình luận của các bạn cùng nói về phẩm chất này, nhưng có nhiều bạn bình luận và có những cái cách diễn đạt khác nhau rất là hay đấy. Đồng ý không? Yêu quê hương này, hay là có ý thức bảo tồn quê hương này, đúng chưa? Đấy, đều cùng thống nhất trong nét nghĩa này cả. Và cuối cùng, còn quê hương thì làm phong tục. Câu thơ này nhắc đến mối quan hệ ở chiều ngược lại. Ở câu đầu tiên thì là người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, nghĩa là nói về mối quan hệ, sự tác động giữa con người đến với quê hương. Thì khi mà con người nâng tầm quê hương như thế thì ở chiều ngược lại, quê hương làm gì? Quê hương làm phong tục. Phong tục ở đây với nét nghĩa là để chỉ cái cội nguồn tinh thần của con người, điểm tựa tinh thần của con người, cốt cách văn hóa của con người là một điều vô cùng quan trọng để làm nên mỗi người. Thì quê hương làm phong tục nghĩa là quê hương là cốt cách văn hóa, là điểm tựa tinh thần, là những gì quan trọng nhất để làm nên con người, đúng không? Nghĩa là nhấn mạnh vai trò của quê hương. Đấy, đồng ý không ạ? Nhấn mạnh. Câu sau là nhấn mạnh vai trò của quê hương. Vậy tóm lại, phẩm chất thứ 5 đó là tinh thần tự lực tự cường, hoặc các em có thể diễn đạt là tình yêu quê hương, hoặc các em có thể diễn đạt là ý thức xây dựng và bảo tồn quê hương, đúng không? Đấy, ý thức phát triển quê hương, đấy đều là những cách diễn đạt chính xác để chúng ta nói cho phẩm chất của người đồng mình được thể hiện qua hai câu thơ này. Vậy tóm lại, phần thứ 2 là một phần mà tác giả Y Phương với cách diễn đạt giàu hình ảnh của con người miền núi này, hệ thống hình ảnh mà giàu tính gợi hình như là cao, xa, nỗi buồn, trí lớn, lên thác xuống gành, đá, thung, rồi một loạt những câu vắng chủ ngữ như sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống gành không lo cực nhọc. Rồi kết hợp với việc sử dụng điệp từ, điệp ngữ rất chính xác nữa, thì toàn bộ phần 2 này chính là lời mà người cha khẳng định với con này, dăn dạy cho con hiểu này, giải thích cho con, nhắn nhủ tới con những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Tuy là những lời dăn dạy, nhưng những vần thơ này lại không hề khô cứng giáo điều, mà thay vào đó vẫn luôn có những câu thơ giàu cảm xúc như dẫu làm sao thì cha vẫn muốn, người đồng mình thô sơ ra thịt chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con, đan xen vào những cái lời thơ tưởng chừng như quá đỗi rắn giỏi, quá đỗi mạch lạc khúc chiết, thì lại là những câu mà có cách xưng hô cha con rất là gần gũi thân mật, để kéo lại sự cân bằng cho tính chất của những câu này. Vừa là lời lời răn dạy nhưng cũng vừa là lời nhắn nhủ giàu tình cảm. Đấy, đừng quên nhận xét về mặt nghệ thuật của những câu thơ này các em nhé. Đồng ý không? Rồi, nào bây giờ, sau khi ôn tập xong về 5 phẩm chất của người đồng mình, cùng quay trở lại với mini game cùng với chị nào các em ơi. Đây, chúng mình cứ muốn mini game mãi bởi vì là chắc hẳn chúng ta rất muốn sở hữu cuốn tài liệu của khóa học chạy văn này đúng không ạ? Cũng phải thôi, bởi vì như chị đã nói, cuốn tài liệu này tổng hợp đầy đủ tất cả kiến thức mà các em cần để thi vào 10. Từ phần đọc hiểu tiếng Việt, nghị luận xã hội, nghị luận văn học, kiến thức phân tích các tác phẩm đã được trình bày đầy đủ và ngắn gọn, chi tiết ở trong cuốn tài liệu này rồi đấy. Đó cũng chính là nội dung học của khóa học chạy văn. Mà hơn nữa này, nếu như hôm nay mà em chưa may mắn để có thể được nhận miễn phí cuốn tài liệu này thì em vẫn có cách để sở hữu nó, và chị vẫn có phần quà để dành tặng cho tất cả các bạn có mặt trong buổi ngày hôm nay. Đó chính là suất được ưu đãi học phí của khóa chạy văn nha. Khóa chạy văn của chúng mình có học phí là 999k, nhưng 20 bạn đăng ký đầu tiên chúng mình được giảm tận 500k nhá. Một cái ưu đãi cực kỳ lớn về mặt học phí nha. Được giảm đến một nửa. Đó, được giảm học phí đến một nửa. Thế nên là 20 bạn đăng ký đầu tiên trong buổi ngày hôm nay, chú Văn Học giúp chị ghim cái đường link đăng ký của khóa chạy văn này, thì các em sẽ được giảm học phí và được tặng cuốn tài liệu này. Rồi còn có vé để mua cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm, nhưng chỉ với giá 1k thôi ạ. 1k thôi nhá. Đấy, quá hời luôn, được giảm 500.000 học phí, được tặng tài liệu khóa chạy văn, được mua cuốn tuyển tập với giá 1k. Coi như là được tặng 2 cuốn sách luôn đấy nhá. Nên là đấy là phần quà dành tặng cho tất cả các em, không cần là phải chờ đợi sự may mắn trong mini game này. Đó, nên là chú Văn Học giúp chị ghim đường link của khóa học chạy văn. Bạn nào mà muốn sở hữu những phần quà đấy thì có thể đăng ký tham gia ngay. Hoặc nếu như mà em có băn khoăn gì về lịch học, về lộ trình của khóa chạy văn này, có thể bình luận tại đây hoặc nhắn tin về cho fanpage giúp chị nhá. Nhắn tin cho chị hoặc nhắn tin cho chú Văn Học cũng được luôn. Đồng ý chưa nào? Rồi, đấy, nào. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu quay trở lại để xem bạn nào may mắn trong buổi ngày hôm nay đây. Cuốn tài liệu khóa học chạy văn còn 2 suất nữa, không biết là sẽ được tặng cho bạn nào. Bây giờ chị sẽ tiếp tục quay nhá. Rồi, xin mời. Quay lại. Chị đã tìm ra con số may mắn tiếp theo. Chị nhớ là có bạn bình luận con số 69. Đó nhá. Ồ, thế nào mà rơi vào con số 69 này? Vừa nãy chị thấy có bạn bình luận con số này. Có nha, bạn Quỳnh Anh thì phải. Có đúng không? Nhưng mà nếu như mà bạn nhỏ đó không có mặt hiện tại là thôi, bỏ qua đấy ạ. Bỏ qua đấy ạ. Có không, có không? Có, chị có thấy đấy. Nhưng mà nếu như mà bạn ấy không có mặt tại đây, nào, chị đếm ngược nhá. Chị đếm ngược 10 giây để bạn nào bình luận con số 69 lúc nãy có thể có mặt trở lại và điểm danh giúp chị. Nếu không thì là bỏ qua này. Chị quay lượt khác này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Có bạn Quỳnh Anh bình luận rồi. Đúng rồi, chính xác, chị nhớ là có Quỳnh Anh bình luận đấy. Rồi, chúc mừng Quỳnh Anh nhá. Chúc mừng Phạm Quỳnh Anh nhá. Chúc mừng Phạm Quỳnh Anh. Rồi, chị nhớ lúc nãy là có bình luận của Quỳnh Anh như thế, nhưng không biết là Quỳnh Anh có còn có mặt không. May quá. Chúc mừng Quỳnh Anh nhá. Phần quà của em là một cuốn tài liệu khóa học chạy văn. Những bạn được nhận quà, chúng ta sẽ nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789 để gửi địa chỉ nhá, để các chị sẽ gửi tặng cho em nhá. Rồi, đồng ý. Cảm ơn Quỳnh Anh. Bây giờ còn một lượt cuối cùng ạ. Một lượt cuối cùng. Vẫn team số 4. Thế nào mà chẳng rơi vào những con số có một chữ số gì cả. Các bạn ơi, một lượt cuối cùng để chúng ta có cơ hội được nhận tài liệu khóa học chạy văn. Nhưng trước đó hãy nhớ này, tại vì sao các em muốn sở hữu cuốn sách này? Chị nghĩ rằng là bởi vì chúng ta muốn ôn tập lại kiến thức từ đầu để phục vụ cho kỳ thi vào 10. Đây cũng là giai đoạn phù hợp rồi ạ. Cũng không còn quá là sớm nữa so với cái việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi nữa đâu. Với số lượng tác phẩm rất lớn thì tài liệu khóa học chạy văn sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức để các em ôn tập nhá. Đồng ý không nào? À, chị thấy Hoàng Khang cũng đang rất hy vọng đây. Nhưng mà với riêng Hoàng Khang và các bạn ở trong khóa học văn VIP, nếu như tham gia khóa chạy văn thì chúng mình sẽ còn được giảm thêm học phí nữa cơ. Học phí đối với các bạn học sinh cũ của Học Văn chị Hiên chỉ có 399k thôi. Ưu đãi dành riêng cho các bạn học sinh cũ của Học Văn chị Hiên đấy. Đấy nhá. Rồi, ok. Đấy, bây giờ nó không còn nhớ câu trả lời gì nữa rồi, chỉ còn nhớ con số nữa thôi à? Vừa nãy là chị đặt ra câu hỏi để các bạn trả lời nữa cơ. Đấy, nên là chị tính với những bình luận mà các em đã bình luận trước cái bình luận chị chốt thôi nhá. Chẳng ai biết trước tương lai sau này. Đồng ý. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt quay cuối cùng. Và nếu như bạn nào mà trong ngày hôm nay chúng mình chưa may mắn để được nhận phần quà này thì chúng ta vẫn có cơ hội để nhận cuốn tài liệu khóa học chạy văn và kèm theo ưu đãi giảm 500.000 tiền học phí của khóa học chạy văn ở đấy các em nhé. Đó, nên là đấy là phần quà dành cho tất cả chúng mình. Nên bạn nào muốn đăng ký khóa chạy văn có thể nhắn tin về cho chị nhá. Rồi. Chị vẫn sẽ đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa học chạy văn này. 20 buổi học trước khi chúng ta thi, học bắt đầu từ đầu tháng 4. Dành cho bạn nào mà chúng ta đang quan tâm nhá. Rồi, và cuối cùng, xin mời lượt quay cuối cùng. Bắt đầu! Các bạn ơi, con số dừng lại ở số 75. Có bạn nào trả lời với con số 75 trước đây không nhỉ? 75, có bạn nào không? Có bạn nào bình luận 75 không? Ôi, ủa 25 đâu, 75 cơ mà. Ở đây là 75 cơ mà. Có bạn nào bình luận 75 không ạ? Hồi nãy em bình luận 74. Ôi trời. Ôi trời ơi. Có số 75 không? Thư Nguyễn ơi, mình có đúng là em bình luận số 75 không đấy? Thật luôn hả? Tìm lại giúp chị cái bình luận đấy đi Thư ơi. Nếu như mà chính xác là Thư thì Thư tìm lại giúp chị cái bình luận đó và trả lời bình luận đó giúp chị nào. Trôi khá xa rồi đấy nhá. Hiện tại chị thấy có bạn Thư Nguyễn là phản hồi là đã trả lời đúng này. Nếu như chính xác thì Thư giúp chị là trả lời lại cái bình luận của em mà có con số 75 nhá. Như một cách để chị xác nhận, và đảm bảo sự công bằng với các bạn khác nữa. Đúng chưa, đúng chưa? Chị thấy lúc nãy Thư bình luận 22 đây này. Đó, chị thấy cả bạn Đỗ Thị Tuyết. Đó là những con người giàu ý chí và niềm tin số 75. Nạo Hoàng Giang. Không phải là chỉ mỗi con số đâu nha, mà còn phải có cái gì, còn phải có câu trả lời nữa, còn phải có phẩm chất của người đồng mình ở đấy nữa. Đấy thì chị thấy ở đây, hồi nãy 74 tính không chị, 74 lúc nãy trôi qua mất rồi. Lúc đó thì, chị có quay được số 74 à? Nhưng mà lúc đấy chị hỏi không có bạn nào. Ok, rồi. Chị thấy... Thư gieo hy vọng xong rồi bây giờ lại dập tắt hy vọng của chị à? Hả? Ok, nào. Ở đây chị thấy có bạn Đỗ Thị Tuyết đã phản hồi là có bình luận con số 75, một cái bình luận hợp lệ. Nhưng để chị kiểm tra lại nữa nên chị tạm thời lưu lại thông tin của bạn Tuyết ở đây nhá. Cảm ơn em đã tham gia mini game và chị sẽ mất thời gian để kiểm tra lại xem là có đúng chính xác là bình luận của em hợp lệ không trước khi mà chị chốt hay không. Đấy, còn nếu như mà hợp lệ thì em hoàn toàn có thể nhắn tin về cho fanpage Học Văn chị Hiên cho học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 để gửi địa chỉ để các chị có thể gửi cuốn tài liệu khóa học chạy văn này về cho các bạn nha. Như vậy là trong buổi ngày hôm nay, chúng mình đã cùng với nhau ôn tập về 2 phần của bài thơ nói với con. Phần cuối, 4 câu thơ cuối cùng, các em sẽ chủ động hoàn thiện giúp chị bằng cách là khai thác các từ ngữ hình ảnh có trong 4 câu thơ để cảm nhận được về lời nhắn nhủ của cha các em nhé. Đồng ý không nào? Và như vậy thì khóa học miễn phí của chúng ta qua 4 buổi học, chúng mình đã ôn tập về bài Mùa Xuân Nho Nhỏ này, Viếng Lăng Bác này và bài thơ nói với con. Vẫn còn trọn bộ tài liệu ôn tập của khóa học này chờ đợi các bạn khi mà các em điểm danh nhận tài liệu. Đọc lại các bài đăng của chị ở trong nhóm này để chúng mình không bỏ lỡ những cái tài liệu được tặng đó nhé. Đồng ý không? Và cuối cùng thì chị cũng rất mong từ việc các em đã học cùng với chị trong khóa học này, nếu như các bạn nào muốn học ôn lại từ đầu để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10, đồng hành cùng với chị, thì các em có thể đăng ký tham gia khóa học chạy văn, khóa học cuối cùng. Đã là năm thứ 3, năm thứ 4, Học Văn Chị Hiên tổ chức khóa học chạy văn dành cho các bạn lớp 9 rồi. Nó trở thành một thương hiệu rồi ấy. Là cứ đến tháng 4 hàng năm là Học Văn Chị Hiên sẽ khai giảng khóa học này, là cơ hội cuối cùng cho những bạn nhỏ lớp 9 để ôn thi vào 10. Cơ hội học lại từ đầu, học từ kiến thức tác phẩm, rồi kiến thức để viết câu nghị luận văn học, viết câu nghị luận xã hội, trả lời câu hỏi đọc hiểu và có những đề để chúng ta luyện nữa. Nên với cơ hội này, và đặc biệt là hiện tại học phí của khóa học đang được giảm đến 500.000, thì các em hãy nhanh chóng tìm hiểu thông tin và đăng ký để kịp áp dụng các ưu đãi nha. Chị rất mong muốn có thể gặp lại các bạn ở trong khóa học chạy văn. Còn bây giờ thì tạm biệt các em nhé. Khóa học của chúng mình có thể nói đến thời điểm hiện tại là cũng đã khá thành công khi đã có không ít bạn chúng mình tham gia và tập trung ôn tập. Mong rằng các em sẽ có thể áp dụng được những kiến thức này, áp dụng được những cách học này cho những tác phẩm khác để có được những kỳ thi thật thành công nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các em trong khóa học chạy văn nhá. Tạm biệt các em, bye bye.